chào bà con và quý khán giả. Chúng tôi những người thực hiện bản tin 365 ngày chuyển động, đồng hành và chia sẻ những vui buồn và cùng nông dân tìm cách làm giàu. Truyền tải những thông tin hữu ích có chọn lọc trong các bản tin, bà con nông dân sẽ định hướng sản xuất cho mình. Cuối năm dù một số nông sản giá sụt giảm do vào vụ rộ, nhưng nhìn chung nông sản cận Tết đều có giá. Thông tin ban biên tập tổng hợp từ một số vùng miền đón Tết Kỷ Hợi, bà con cùng điểm qua. Lâm Đồng bơ bút có giá lên tới 130.000 đồng một ký, trái sai quần. Nhiều thắc mắc vì sao năm nay 70% hoa địa lan Đà Lạt nở sớm, dù nông dân dày dặn kinh nghiệm xử lý, mời bà con theo dõi. Heo rừng miền Tây không đủ hàng cung dịp Tết. Cây cà đa tứ quý cho ra trái quanh năm, xưa kia là cây dại, giờ là cây thoát nghèo. Đà Lạt, Lâm Đồng xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh như thế nào? Mời bà con và quý khán giả theo dõi thông tin chi tiết sau đây. Ở Lâm Đồng có hai giống bơ đang nổi như cồn, đó là bơ 034 trái dài và bơ bút trái tròn to như thế này đây. Giống bơ bút thì có xuất xứ ở Mỹ, hiện là một trong những loại bơ được nông dân Lâm Đồng lựa chọn để canh tác. Với đặc điểm là trái tròn, vỏ dày, cơm vàng béo nên được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Đó là những đặc tính mà khi ai đã ăn rồi đều hoàn toàn thuyết phục, nên anh Minh Thiện và bà con sẽ không có gì ngạc nhiên khi mà giá bơ này cao chót vót, nhưng người mua thì không hề kén chọn. Cụ thể, đến thời điểm bước sang năm mới 2019, giá bơ bút bán tại vườn với giá trên dưới 130.000 đồng một ký. Với giá bán này, nhiều nông dân trồng bơ bút cho trái vào thời điểm này thu được lợi nhuận lớn, từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng tùy theo diện tích canh tác. Đặc biệt, năng suất của bơ bút trồng tại Lâm Đồng bình quân từ 100 đến 120 kg một cây. Và hầu hết đều được nông dân trồng theo quy trình Việt Gáp, nên người tiêu dùng càng an tâm. Thưa bà con và quý khán giả, trống cà na Thái hay còn gọi là cà na tứ quý, một trống cây thích nghi tốt với vùng đất ở miền Tây. Bà con thường trồng ở cặp sông hay là kênh để tấn bến và che bóng mát. Đó là cây mọc dại, nhưng mà gần đây thì mô hình trồng cà na Thái đang lan rộng ở khắp các tỉnh thành miền Tây. Lúc đầu thì có vài hộ, từ từ thì nhân lên vài chục hộ và cả trăm hộ. Vì bà con thấy được hiệu quả kinh tế, không chỉ bán trái mà còn bán cả cây giống. Thưa Kiều và Minh Thiện, mời bà con cùng tìm hiểu thêm thông tin giống cà na Thái miền Tây. Vì bà con thấy được hiệu quả kinh tế trong việc trồng xen canh cây cà na tứ quý với các loại cây trồng khác, nên hiện nay, nhiều hộ dân ở ấp Hòa Long A, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đã chọn và phát triển loại cây này. Sau thời gian 8 tháng, cây cà na cho trái, trong đợt đầu mỗi cây cho trái từ 3 đến 4 kg, với giá bán là 25.000 đồng một kg. Cây càng lâu năm thì trái càng sai, cộng với bán giống là 25.000 đồng một nhánh, nhà vườn lời khá cao. Những con heo rừng được nuôi theo kiểu tự nhiên, không dùng bất cứ chất tân trọng nào, nên thịt heo rừng đảm bảo chất lượng. Đó là lý do heo rừng luôn cháy hàng. Mặc dù dự đoán được nhu cầu tiêu dùng dịp Tết sẽ cao, nhưng nhiều hộ nuôi heo rừng tại tỉnh Hậu Giang vẫn không có hàng để bán. Sản lượng ít là một trong những nguyên nhân khiến cho heo rừng sốt giá. Vậy thì tôi cũng thắc mắc là vì sao người dân lại không đầu tư chăn nuôi heo rừng bán quan giả hoặc là quan giả sẽ có lợi hơn. Cứ đeo mãi chăn nuôi heo truyền thống thì sẽ không có lợi bằng. Bây giờ thì bà con nông dân và chị Thư Kiều cũng thấy là giá cả của heo giống truyền thống thì khá là bấp bênh. Và thắc mắc này đã được phóng viên chúng tôi ghi nhận và giải đáp sau đây. Những năm gần đây, sức tiêu thụ heo rừng trong dịp Tết luôn tăng cao. Các hộ chăn nuôi cũng đoán được điều này, nhưng không thể tăng đàn theo ý muốn, bởi phụ thuộc nhiều vào con giống. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều tự nhân sản xuất giống nên nguồn cung ít. Khu vực nuôi heo rừng chỉ rộng hơn 1.000 m², nhưng mỗi năm, ông Nguyễn Văn Thụy cung cấp ra thị trường hơn 200 con heo thịt. 20 con heo rừng này đã được người mua đặt cọc hết, dù trọng lượng mỗi con chỉ khoảng 15 kg. Hiện nay toàn tỉnh có 6 hộ nuôi heo rừng. Năm nay thương lái và người tiêu dùng tranh thủ đặt hàng từ sớm. Nhiều hộ nuôi không còn heo để bán. Hầu hết người mua đều lựa chọn loại heo có trọng lượng từ 17 cho đến 20 kg một con. Hiện nay heo rừng thịt có giá từ 85.000 cho đến 90.000 đồng một ký. Heo rừng giống dưới 15 kg thì có giá 100.000 đồng một ký. Khí hậu và địa hình Tây Nguyên còn rất thích hợp để đầu tư chăn nuôi bò thịt và bò sữa. Lâm Đồng là tỉnh đầu tư mạnh cho đàn bò sữa do có đầu ra tại chỗ, được thu mua bởi các nhà máy, doanh nghiệp chế biến sữa đóng trên địa bàn. Đến thời điểm này thì đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 20.300 con, tăng nhẹ so với năm trước. Ngoài những địa bàn nuôi bò sữa chủ lực từ bấy lâu nay như là Đơn Dương, Đức Trọng, Nhân Dân thì hiện nay bò sữa được bà con mở rộng sang huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, Di Linh.
Theo điều tra của ngành chức năng, thời gian qua, số hộ nuôi bò giảm nhưng quy mô đàn bò sữa trong nông hộ tăng lên. Các hộ nuôi trên 10 con bò sữa vẫn tiếp tục đầu tư phát triển. Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa quy mô lớn với tổng đàn gần 3.700 con, chiếm tỷ lệ trên 18% tổng đàn bò sữa của tỉnh. Nhằm giúp nông dân phát triển bò sữa ngày càng căn cơ, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ 5.000 liều tinh bò sữa cao sản và vật tư để phát triển đàn, nâng cao chất lượng giống bò sữa, phát triển 20 hectare diện tích trồng cỏ, cây thức ăn thô xanh, xây dựng 5 mô hình ứng dụng cơ giới hóa. Quay lại miền Tây những ngày cận Tết, từ nhiều năm nay, ấp Sáng Mới, thị trấn Rạch Ròi, huyện Châu Thành A được biết đến là một làng hoa. Dù không sánh kịp với làng hoa Sa Đéc, Chợ Lách, Bến Tre hay xứ sở hoa Đà Lạt, Mộng Mơ, nhưng làng hoa Sáng Mới, Hậu Giang có nét riêng của vụ hoa xuân. Cứ vào dịp Tết thì hầu như là ở nhà nào cũng trồng hoa kiển, ngoài làm đẹp cho nhà cửa thì còn phục vụ thị trường Tết nữa. Khi đến ngày hoa đúng lứa xuất bán thì bà con chở hoa đi bán chậu cặp theo những con kênh, con rạch hay là chở ra chợ bán cho khách hàng bằng ghe, xuồng, dập dìu trên sông. Không khí Tết bắt đầu từ đây. Năm nay, trung bình mỗi hộ tăng số lượng từ 1.500 đến 2.000 chậu hoa để đưa đi các nơi. Ấp Sáng Mới có hơn 40 hộ trồng hoa Tết, chủ yếu là các loại truyền thống như dạng thọ, cúc, băng xê. Điểm đặc biệt là bà con trong ấp không cung cấp sỉ hoặc đem ra các chợ hoa Tết, mà chủ yếu là bán dọc theo các con kênh ở Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Giá bán mỗi chậu chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Số lượng hoa làm ra được các hộ trồng tính toán số người mua từ các mối quen thuộc nên ít xảy ra tình trạng thừa hàng. Mấy hôm nay chắc anh Minh Thiện cũng nghe thông tin là nhà vườn Đà Lạt đang rất là đau đầu bởi vì hoa địa lan nở trước Tết, có đúng không? Và cái điều này thì thật sự là rất là hiếm gặp đối với nhà vườn trồng địa lan tại Đà Lạt nhiều năm nay. Ai cũng thắc mắc là không hiểu gì sao mà hoa nở nhanh đến nỗi mà nhà vườn đầy kinh nghiệm cũng khó kiềm hãm được sự bung nở này. Đương nhiên là cái gì cũng có lý do của nó. Cũng giống như con người, nếu như bị thay đổi môi trường sống hoặc là bị tác động từ ngoại cảnh thì sẽ có sự thay đổi phát triển khác thường. Và phóng viên 365 ngày chuyển động đến tận các trang trại hoa ghi nhận cụ thể tình hình và nguyên nhân, mời bà con cùng theo dõi. Theo các nhà vườn, địa lan năm nay nở trước Tết khoảng 3 tuần, gây thiệt hại lớn cho nhà vườn sau cả năm chăm sóc. Tỷ lệ hoa được thống kê trung bình từ 60 đến 70%. Theo nhiều người có kinh nghiệm trồng hoa địa lan tại Đà Lạt, dù đã có nhiều biện pháp kiềm hãm sự phát triển của hoa như dùng lưới đen che tối vườn, hạn chế chất dinh dưỡng hay dùng lưới bọc cho hoa, nhưng vẫn bó tay. Theo nhà vườn và ngành chức năng, đa phần giống địa lan trồng ở Đà Lạt có xuất xứ từ Nhật Bản, nên thường nở vào dịp Tết Dương lịch hàng năm và kéo dài tới Tết Nguyên Đán. Hoa nở sớm khiến các trang trại buộc phải cắt cành để bán, giá chỉ từ 40 đến 80 ngàn đồng một cành tùy chủng loại, chỉ khoảng 1/10 so với giá bán hoa chậu phục vụ thị trường Tết. Vụ hoa Tết hàng năm, loài hoa này rất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi bông to đẹp, màu sắc rực rỡ. Do địa lan nở rộ sớm nên nguồn hàng không còn dồi dào như năm trước và giá có thể cao hơn vào dịp cận Tết. Hiện các nhà vườn đã cho đặt hàng địa lan nở đúng Tết với giá từ 300 đến 1 triệu 200 ngàn đồng một cành tùy vào màu sắc khác nhau. Được biết, tổng diện tích hoa địa lan phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán năm nay của thành phố đạt 35 hectare, khoảng 400 ngàn cành. Hy vọng Tết tới thì giá địa lan sẽ cao để bù lỗ cho việc hoa bung nở sớm. Chúng tôi xin tiếp tục với tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển. Thưa quý khán giả và bà con, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025. Trong đó, nông nghiệp thông minh là một phần quan trọng trong trụ cột kinh tế thuộc 4 trụ cột chính làm nên thành phố thông minh. Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của thành phố với những chính sách ưu đãi phát triển sự đầu tư đồng bộ hiện đại, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng các công nghệ thông minh vào canh tác đem lại hiệu quả cao. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là cơ sở nền tảng để Đà Lạt phát triển nông nghiệp thông minh. Mời quý khán giả và bà con cùng xem phóng sự sau đây để xem cách làm nông nghiệp thông minh là bà con phải làm như thế nào. Để tiến tới thành phố thông minh thì nông nghiệp thông minh tại Đà Lạt theo công nghệ 4.0 đang hình thành và phát triển gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu trên các loại nông sản rau, hoa, cà phê, Arabica và du lịch canh nông. Tại một số nông trại, công nghệ thông minh đã số hóa dữ liệu lớn giúp việc canh tác hiệu quả hơn. Nông dân Đà Lạt trồng rau không cần đất, canh tác rau không phải ra vườn. Ở hợp tác xã thủy canh Việt Vietponics, chỉ cần một click chuột, chủ trang trại đã nắm bắt các thông tin cụ thể,
các thông số kỹ thuật về điều kiện thời tiết, tình hình sinh trưởng và dự báo sâu bệnh để có thể phòng ngừa sớm thông qua phần mềm VCS. Nhờ vậy đã tiết kiệm được 50% chi phí sản xuất. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng cái công nghệ tưới tự động của do chính chúng tôi phát triển, thì gọi là hệ thống VCS. Thì nhờ cái hệ thống này thì nó sẽ ghi nhận được toàn bộ những cái thông số của môi trường, cũng như là cái thông số về cái sự sinh trưởng của cây. Thì từ đó thì nó sẽ đưa ra một cái quyết định là tưới bao nhiêu, chế độ tưới thế nào. Hiện nay Đà Lạt có hơn 5.700 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 55% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp địa phương, với thu nhập bình quân đạt 300 triệu đồng một hecta, trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh và cả nước trong lĩnh vực này. Đà Lạt có kế hoạch hình thành 3 vùng sản xuất công nghệ cao với diện tích 600 hecta. Hiện có một vùng đã được công nhận vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường 12. Thành phố cũng có 4 trong số 8 doanh nghiệp toàn tỉnh được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Những đơn vị này đóng vai trò tiên phong trong ứng dụng IoT. Mỗi thiết bị trong nhà kính đều cảm biến, được kết nối với máy tính của Internet. Chế độ hoạt động được cài sẵn để kiểm soát dùng khí hậu trong nhà kính. Nông nghiệp thông minh là thông qua các thiết bị tự động kiểm soát quá trình sản xuất một cách khắt khe cho đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường theo một chu kỳ khép kín, chặt chẽ bằng công nghệ tem truy xuất nguồn gốc điện tử, mã QR code. Chúng ta càng phát triển, chúng ta càng cần phải minh bạch thông tin, chúng ta càng phải tiếp cận đến người tiêu dùng và càng mong muốn người tiêu dùng biết mình, đến mình nhiều hơn. Thay vì là chúng ta giấu mình, chúng ta chỉ phục vụ cái mục đích của bản thân, thì bây giờ chúng ta phát triển vì cả một cộng đồng. Nông nghiệp thông minh của Đà Lạt còn được thể hiện thông qua giải pháp công nghệ eFarm tối ưu hóa các hoạt động quản lý trang trại. Với giải pháp này, thông qua máy tính có kết nối Internet giúp nông trại lập kế hoạch sản xuất, đưa ra các quyết định kịp thời và thông minh để tăng hiệu quả sản xuất dựa trên dữ liệu chính xác, cảnh báo thời tiết, dịch bệnh và rủi ro, vân vân. Ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp không chỉ là quản lý được các cái về vấn đề kỹ thuật mà còn quản lý được cả vấn đề về lao động, hiệu quả kinh tế. Rồi chúng ta cũng có thể là quản lý được cái truy xuất nguồn gốc. Về vấn đề kỹ thuật thì nhờ hệ thống thông minh thì chúng ta có thể giám sát được cái môi trường. Như là các yếu tố về tự nhiên, ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, rồi các chế độ dinh dưỡng. Trên cơ sở hệ thống hệ tự động hóa thì chúng ta có thể là điều khiển được môi trường phù hợp để cho cây trồng canh tác tốt hơn. Xây dựng cái cổng thông tin về nông nghiệp để liên kết 4 nhà ứng dụng công nghệ trong cái việc là phát triển đồng bộ cái cơ sở vật chất của các doanh nghiệp theo cái hướng là cái nông nghiệp thông minh để phát triển. Và xây dựng cái hệ thống mà báo cháy, phòng cháy, chữa cháy về rừng theo hệ thống điện tử, rồi cũng như là xây dựng cái dữ liệu chung của cái ngành nông nghiệp. Công nghệ thông tin nó là một cái điều cơ bản để nâng cao và tuyên truyền cho cán bộ công chức cũng như là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức cũng như là nhân dân là quan tâm hưởng ứng và cái được hưởng thụ cái sản phẩm mà khi chúng ta đã xây dựng và triển khai ra. Việc ứng dụng các công nghệ thông minh từ đầu vào đến đầu ra khép kín đã nâng cao giá thương hiệu nông sản địa phương, tạo lòng tin trong người tiêu dùng, hướng đến xuất khẩu, đặc biệt là góp phần quan trọng trong xây dựng một thành phố thông minh. Hôm qua chúng ta có tìm hiểu về nông nghiệp công nghệ cao, tức là phải từ giống, kỹ thuật và quy hoạch, làm sao để sản phẩm chất lượng và môi trường đảm bảo trong lành. Đây chính là nền tảng cho việc thực hiện nông nghiệp thông minh, tức là mọi thứ được làm qua máy móc, cảm biến và Internet. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp nông nghiệp Đà Lạt sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất tự động, kết nối Internet và tạo cơ sở dữ liệu về sản xuất, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, gắn với tham quan thưởng thức nông sản tại vườn hay còn gọi là du lịch canh nông. Làm du lịch thông minh từ nông nghiệp nên mới nói là nông nghiệp thông minh là yếu tố quan trọng trong trụ cột phát triển kinh tế của thành phố Đà Lạt thông minh trong tương lai không xa. Bản tin 365 ngày chuyển động đến đây cũng xin được kết thúc. Nếu như bà con có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc là muốn tìm kiếm cây con giống mới, những mô hình hay, hãy liên lạc với 365 ngày chuyển động qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc số điện thoại 0263 3829930. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.